Nhị hoa mình sẽ tô màu vàng. Những bông hoa mình tô màu tím nhé. Các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nha. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thành xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình nữa nhé. Các bạn có đang quan tâm đến chủ đề nào thì cứ comment ở phía dưới, mình sẽ sưu tầm và hướng dẫn các bạn tô tiếp nhé. Bye bye.